chỉ có thể nói là sung sướng, tại vì thấy tất cả mọi người từ các anh chị lớn cũng đều dành cái lời khen cho cái bài hát này, cái sản phẩm này, cho nên là cảm thấy cũng có một chút rất là tự hào. Chào mọi người, mình là Hoàng Tôn và ngày hôm nay rất là vui khi được đến họp báo của một người em rất là thân của Tôn, đó là Trịnh Đình Quang. Trước khi mà buổi họp báo này diễn ra thì Quang có gọi điện cho Ly, đó là cậu ơi, đây gần như là buổi họp báo lần đầu tiên của tớ, cho nên là mình hiểu là Quang đã rất là kỳ vọng và rất là chỉn chu tới mức nào cho sản phẩm lần này, nên là thực sự là mình rất trông đợi. Đây là một sản phẩm mà Nam nghĩ nó rất là đặc biệt đối với Quang. Xem MV lần này anh thấy Quang chơi lớn quá, đầu tư dữ dội quá. Cảm giác như là một cái trích đoạn trong phim điện ảnh vậy. Mình nghĩ đây sẽ là một bài hát mà được Trịnh Quang rất là chăm chút đầu tư và sẽ kỳ vọng rất nhiều. Hay, tuyệt vời, xúc động. À, chắc là anh sẽ nói trước nhé. Anh sẽ nói là đầu tiên là có thể thấy là hoành tráng. Đúng tiền nói luôn. Và cái thứ hai có thể cảm xúc. Cái thứ ba là tâm huyết. Nhưng mà với em là một quốc ca hoành tráng, sụp chuông và bước ngoặt lớn cho anh sự vượt qua. Nói là ba từ dành cho cái MV lần này của Trịnh Quang là chỉnh chu, xúc động và tự hào. Hào hùng, ngọt ngào và xúc động. Minh Vương chỉ xin chúc cho sản phẩm của Trịnh Đình Quang cũng như cho toàn thể ekip và trái tim giữa bầu trời sẽ trở thành một ca khúc không chỉ là hit mà sẽ là một ca khúc truyền cảm hứng cho rất là nhiều bạn trẻ